Giới thiệu anh em một cây đơn rừng nha, đây ghép cây vàng te nha, đây bông đây, ghép bê mầm đây, này đây 1 2 bê cái này nó bẻo nó gió nó kéo hết một nhánh rồi, còn một nhánh thôi để đơn te nha. Rồi quay tổng thể cho anh em xem nè. Đây là nhà lé của cây đơn rừng tại rừng này, nó tụt nó lên lé này để trải nha anh em. Quay này để ông bầu nha, chưa ra bầu nha anh em, ông bầu ghép luôn á. Rồi đào quanh lên anh em xem nè. Rồi đào quanh đây nha anh em nha, quanh B10B nha, chuồng heo còn BB, keo không tính cái mầm ghép nha, keo của cái thân thôi nha. Keo 87 nha. Rồi, xem lại lần nữa đây. Anh em một cây đơn rừng hàng sống khỏe để ghép đây, đơn đỏ lê nhỏ nha anh em, một cốt trầm ầm nha. Quay tổng thể cho anh em xem nhé. Đây là lê rinh của nó này, không có lạc bỏ nha anh em. Đây hai cái mầm đây ghép dính sâu nên là đen phét lên thôi nha, mầm đây phét trước này. Đây, đỏ nha anh em, đỏ lê nhỏ nha. Rồi đau cái quạnh này, đó chú cho anh em đỡ này nè, cái này cũng đỡ bầu chưa lên hết nha anh em. Em về ra bầu rồi cho luôn, ra bầu thêm chắc trồng rồi. Đây là cái yêu à, yêu 48 này, 48 là thằng này, yêu 48 nha anh em, thằng 40 keo, cái này đóng giữa nè, keo 45 đóng thẳng. Rồi quay tổng thở lại cho anh em xem. Cái này đóng thùng xốp được. Cái kia mới mệt.